Năm 2023, Hà Nội dự kiến hoàn thành 21.100 căn nhà ở. Thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản tăng trưởng âm. Gỡ điểm nghẽn pháp lý bất động sản nghỉ dưỡng. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Thưa quý vị, trên cơ sở chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Xây dựng vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trong đó, năm 2023 đặt chỉ tiêu dự kiến hoàn thành 21.100 căn nhà ở. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết căn cứ vào các chương trình kế hoạch Sở đã đề ra chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2023, gồm tổng số nhà ở hoàn thành theo dự án trong năm là 21.100 căn, tổng diện tích nhà ở hoàn thành là 4.110.000 căn, tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành là 400 căn, 28.000 m2, diện tích nhà ở đạt 28 m2 sàn một người. Đến năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ phát triển mới 22,5 triệu m2 sàn nhà ở riêng lẻ, khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, khoảng 0,565 triệu m2 sàn nhà ở tái định cư, 19,69 triệu m2 sàn nhà ở thương mại. Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29,5 m2 một người. Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân cho biết, bên cạnh việc xử lý các vi phạm đất đai, đê điều tại khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc phường Nhật Tân quản lý, đến nay đơn vị đã lập xong phương án đấu giá cho thuê đất nông nghiệp tại hai khu đất cuối ngõ 464 và 264 Âu Cơ. Khu đất đã được Ủy ban Nhân dân phường giao quản lý tại K59+420, 490, 600, 700 và vườn táo cổ. Đồng thời có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thẩm định phê duyệt phương án đấu giá khu đất thuê quyền sử dụng sản xuất nông nghiệp gắn với làng nghề truyền thống trồng hoa đào Nhật Tân ở vùng bãi sông Hồng. Sau khi phương án được phê duyệt, sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đấu giá cho thuê đất nông nghiệp. Thưa quý vị, những vướng mắc trong thực hiện thủ tục đất đai đã khiến khoảng 42,9% doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh trong năm 2022. Kết quả này gây tác động tiêu cực cao hơn nhiều so với các lĩnh vực thủ tục quan trọng khác như đăng ký kinh doanh, sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện. Qua khảo sát, VCCI cho biết thời gian giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với quy định là vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải, với tỷ lệ 60,81%. Những vướng mắc phổ biến khác gồm tình trạng mất nhiều thời gian để xác định giá trị quyền sử dụng đất 30,02%, quy trình giải quyết hồ sơ đất đai không đúng so với quy định 29,31%, không nhận được hướng dẫn đầy đủ từ cán bộ giải quyết thủ tục hành chính 29,15% và giá đất không đúng với nội dung được niêm yết hoặc văn bản quy định 14,73%. Từ đầu năm đến nay, giao dịch trên thị trường bất động sản vẫn ảm đạm, lượng giao dịch ít. Tuy nhiên, giá bán bình quân của căn hộ chung cư trên thị trường lại không có dấu hiệu giảm giá. Thậm chí thời điểm gần đây, thị trường còn liên tục xuất hiện thông tin giao bán căn hộ siêu sang với giá triệu đô. Các căn hộ thuộc dự án Delroy Solier tại số 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ đang được giao bán với mức giá 63 đến 105 triệu đồng một mét vuông. Hay như căn hộ thuộc dự án Heritage Westlake đang có mức giá giao động từ 60 đến 156 triệu đồng một mét vuông cho các căn hộ có diện tích từ 93 đến 331 mét vuông. Dù nhiều người vẫn kỳ vọng về đáy của bất động sản, nhưng với thị trường căn hộ chung cư sẽ không có vùng đáy do giá sơ cấp vẫn tiếp tục tăng, nguồn cung tắc nghẽn và chi phí đầu vào liên tục tăng cao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, việc kiểm soát chặt kênh tín dụng, ngân hàng, phát hành trái phiếu cũng như việc tăng lãi suất từ cuối năm 2022 đã khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Người dân không tiếp cận được vốn vay, thanh khoản thị trường xuống thấp. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về số liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm 2023, trong quý 1 hoạt động kinh doanh bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng âm với mức sụt giảm âm 16,2%. Ngành kinh tế liên quan chặt chẽ là ngành xây dựng cũng tăng trưởng âm 19,8%. Sở cũng nhận định thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2023 có tín hiệu khả thi nhưng vẫn chưa ổn định, đòi hỏi chính quyền thành phố và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc để giải quyết sự lệch pha cung cầu và quản lý đảm bảo cạnh tranh trong thị trường bất động sản.
Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản đối với 33 dự án khu dân cư, khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó, một số chủ đầu tư và đơn vị môi giới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đăng tải thông tin các dự án kinh doanh bất động sản không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án đã được chấp thuận đầu tư, thực hiện việc giao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua trái pháp luật. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát thông tin các dự án bất động sản, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nước ta được đánh giá là một phân khúc tiềm năng. Tuy nhiên, thời gian qua phân khúc này lại gần như đóng băng do những vướng mắc về pháp lý, khiến những dự án này chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sổ đỏ, sổ hồng. Mới đây, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ra đời quy định cấp giấy chứng nhận cho căn hộ du lịch đủ điều kiện. Các chủ đầu tư đều kỳ vọng đây là chính sách mới gỡ vướng cho bài toán định danh Condotel chưa có lời giải những năm qua. Song song đó, một số ý kiến cho rằng vẫn còn lực cản. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tính đến tháng 9 năm 2021, tại 15 địa phương có tổng 239 dự án bất động sản du lịch với khoảng 114.000 căn Condotel, giá trị ước tính 297.000 tỷ đồng, gần 24.400 biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, giá trị ước tính 244.000 tỷ đồng, gần 30.900 shop house, giá trị ước tính 154.000 tỷ đồng. Tổng giá trị của 3 loại hình bất động sản nghỉ dưỡng này ước tính lên tới 681.000 tỷ đồng. Thống kê đến cuối năm 2022, chỉ riêng căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Condotel, cả nước có khoảng 83.000 căn chờ sổ đỏ, phần lớn thuộc các khu du lịch nghỉ dưỡng sử dụng quỹ đất thương mại dịch vụ có thời hạn 50 đến 70 năm. Chính vì vậy, quy định mới này ra đời được đánh giá là sẽ tháo gỡ nút thắt về pháp lý cho doanh nghiệp và người mua căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng và cả văn phòng lưu trú, office town, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, những công trình khác phục vụ lưu trú du lịch trên đất thương mại dịch vụ. Rõ ràng là khi chủ sở hữu được cấp sổ đỏ, thế thì họ sẽ có những cái tính chất để thanh khoản một cách dễ dàng hơn, hoặc là gì ạ, là họ có những cái biện pháp để gọi là linh hoạt trong việc sử dụng tài chính, ví dụ như là có thể là sử dụng các phương án giải pháp về mặt ngân hàng. Và tôi nghĩ rằng một cái điều quan trọng nhất đó chính là gì, đối với khách hàng thì chúng ta thì lấy lại được niềm tin của họ, để họ tin tưởng rằng cái việc đó là họ có gì ạ, được cấp cái giấy chứng nhận sở hữu. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, trong hơn 10 năm qua đã có hàng nghìn Condotel được cấp 2 sổ đỏ, công nhận quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất ở, không hình thành đơn vị ở ổn định lâu dài, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận là đã cấp sổ đỏ trái pháp luật. Nhưng quy định số 10 này cũng chưa quy định xử lý chuyển tiếp việc cấp lại sổ đỏ đối với các trường hợp này và để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của khách hàng và chủ đầu tư dự án Condotel. Cùng với đó, cần có hướng dẫn chi tiết để dễ xử lý những vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh. Trước mắt thì là có thể là chúng ta cần phải hoàn thiện hóa các cái pháp luật liên quan cho đến cái bước mà có thể cấp được giấy chứng nhận, nhưng ít nhất ở giai đoạn này cũng là một cái mà nó là cái cơ sở, là cái tiền đề để mọi người đều có một cái hiểu rằng là đối với những dòng sản phẩm đó sẽ trong thời gian tới sẽ có những cái định hướng là như thế. Cái nghị định 10 thì thực ra nó đã giải quyết rất đúng và trúng cái những cái điểm nghẽn của cái sản bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Đó là cái cơ sở để cho các cái chính quyền các địa phương người ta vận dụng để xử lý đối với các dự án tại địa bàn của mình. Và cái thứ hai là chúng ta phải đôn đốc các địa phương có cái trách nhiệm khẩn trương thực thi cái nội dung của nghị định 10, thì lúc đấy chúng ta mới thực sự là tạo ra cái niềm tin, lấy lại cái niềm tin của các nhà đầu tư. Như vậy, việc triển khai nội dung cấp sổ đỏ cho Condotel trong thời gian tới vẫn phải chờ cơ quan chuyên môn như Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp thông tư hướng dẫn cụ thể như đối tượng nào được cấp sổ đỏ, căn hộ tối thiểu bao nhiêu mét vuông thì được cấp, căn hộ phải qua mua bán chuyển nhượng như thế nào. Nếu giải đáp được tất cả những câu hỏi trên sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng và gỡ vướng cho cả chủ đầu tư trong việc đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Giải chấp sổ đỏ là thuật ngữ quen thuộc của ngành bất động sản. Tuy vậy, vẫn có nhiều người chưa rõ giải chấp là gì, thủ tục thực hiện giải chấp sổ đỏ ra sao và do cơ quan nào xử lý.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với những tư vấn từ chuyên gia của bản tin Nhà đất và Đầu tư. Giải chấp sổ đỏ là gì? Tuy thường xuyên được nhắc đến trong một số văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, nhưng hiện nay vẫn chưa có định nghĩa cụ thể và rõ ràng. Thế nào là giải chấp hay xóa đăng ký thế chấp? Xét trên thực tế, giải chấp sổ đỏ hay còn được biết đến là xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ có thể hiểu là thủ tục xóa thông tin thế chấp sổ đỏ đã đăng ký với cơ quan chức năng. Thủ tục giải chấp sổ đỏ thường được thực hiện khi tài sản đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ vay. Cả hai thông tin đăng ký thế chấp và giải chấp sổ đỏ đều được thể hiện trên trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trình tự thủ tục giải chấp sổ đỏ. Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải chấp sổ đỏ. Bước 2. Nộp hồ sơ giải chấp sổ đỏ tại văn phòng đăng ký đất đai. Bước 3. Giải quyết hồ sơ giải chấp sổ đỏ. Bước 4. Nhận kết quả giải chấp sổ đỏ. Lệ phí giải chấp sổ đỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lệ phí là 20.000 đồng một hồ sơ yêu cầu giải chấp sổ đỏ. Tại thành phố Hà Nội, lệ phí là 10.000 đồng một hồ sơ yêu cầu giải chấp sổ đỏ. Thủ tục giải chấp sổ đỏ mất bao lâu? Nếu hồ sơ giải chấp sổ đỏ hợp lệ, sẽ được văn phòng đăng ký đất đai xử lý trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc xóa đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 3 ngày làm việc. Nộp hồ sơ giải chấp sổ đỏ ở đâu? Hồ sơ giải chấp sổ đỏ sẽ phải nộp tại văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến đây thì thời lượng của bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay cũng đã hết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của Đài Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại!